nó hàng quả gồ mù nồ lên cũng cù nó bự. Không được đâu. Sao không được? Sao tôi ăn rồi. Ngon ăn rồi. Ngày giờ ăn rồi cù vậy. Không. Không. Xem không? Ngày không muốn xem đâu, không muốn xem, chỉ muốn ăn thôi. Ngày giờ rối liền hả? Ờ, cái mẹ vừa sai nào? Vừa sai nào là sao? Mẹ phải bận nha. Không có, tôi chỉ cho người ta cạp khoai của tôi thôi. Tôi không có cạp khoai của người ta đâu. Bạn ơi, bạn có 8-1 của bạn nhớ. Tạm biệt, bye bye. Ê! Hàng chi nhìn cái tóc vàng là quen rồi, nghi rồi. Ê cái gì? Mình không tâm quan bi với nhau mà. Ngày dạ xin chào nha, xin chào các bạn. Tạm biệt. Nó nét tôi rồi, Tình Vĩnh hả? Alo, xin chào anh. Xin chào. Ờ, lại gặp lắm rồi. À, nhớ rồi. Rồi, lúc rồi đi. Tạm biệt. Không có thì nét. Thành gì? Tình Trứng hả? Ngành Trứng ơi. Ngành Trứng, nghe em Cúc nè. Nhớ không? Ngành Trứng ơi, nghe em Cúc nè. Hai anh em mình ngày xưa là Quỳnh Đệ Trứng Cúc đó, nhớ không hả? Alo. Đậu xanh lại cơ ta ra nét mà tại sao vậy? Ngày vậy? Lại nét tôi chứ hả? Tại sao vậy hả? Ngày giờ không có cố ý đâu sư huynh à, tại vì người quen mà giờ nét tiếp nè. Bị lừa rồi. Mít ơi, Mít có đang coi em không? Alo. Alo. Nghe không? Có chứ. Xin chào ông. Xin chào. Bậy rồi, xin chào tạm biệt đó. À khó hả? Ngành Lưu. Phương hả? Ngành Phương à? Biết rồi. À biết rồi hả? Trời ơi. Quen không? Chán hả? Chán rồi đây. Xin chào anh hả? Xin chào. Xin chào. Tính nét tao hả? Mẹ mày. Gái mấy ông mà. À tôi nhớ em này rồi. Xin chào em. Nhớ anh không hả? Nhớ anh không? Anh không chơi Bigo đi. Anh không chơi Bigo. Anh không có chơi Bigo đâu. Hôm qua anh khoai em. Anh không có quậy em. Bây giờ quay đi, em đang quay này. Em mà kể từ hôm qua đó, khi mà anh lỡ bấm nét em, anh tìm kiếm em mãi nhưng mà không có tìm được em. Anh rất là hối hận khi đỡ nét em. Anh đau lòng lắm, nữa em mà. Nhớ em vô cùng. Ngài miết dù sồ mát. Đồng lì mì. Nghĩa là ngành nhớ em rất là nhiều. Đừng có rời xa anh nha. Cái gì hả? Cái gì? Em nói cái gì đó? Mẹ. Tại sao em lại khuôn mặt đó với anh? Mặt mẹ. Mặt đó. Nửa cười mà. Nó bị gì vậy? Nó hù tôi sợ lắm em mà. Tôi sợ đó. Alo, xin chào anh. Ngày già mặt này chắc bú cừu nhiều nè. Em này quen. Sập đồng sập. Ngày già.
Xin chào. Hi. Bà. Nghe tên là gì? Bố. Nghe tên là gì hả? Để đón tên em nha. Anh thấy chữ N chấm chấm nghĩa là nền phải không? Anh thích nền lắm đó. Nghe cái tên của em. Mình nói là cái tên của bạn là nền phải không? Mình thấy N chấm chấm. Bạn tên gì ấy? Này dạ, xin lỗi. Tưởng tình nè anh, xin lỗi nhiều. Bạn sinh năm bao nhiêu hả? Còn bạn tên gì? Mình hả? Mình tên là Nam Anh. Nam Anh đó. Bạn đi kì á. Ngày không có muốn đâu. Bởi vì á, ngày xưa nhà rất là nghèo, mẹ không có cho bú sữa, mẹ sợ hao sữa đó. Mẹ chỉ dành sữa cho cha bú thôi, không có cho mình bú. Mà mẹ chỉ giọng bạn vậy đúng không? Mà mẹ chỉ cho mình uống nước cơm thôi. Người ta chưa nói xong, đừng có chen vô chị hai hả? Để người ta nói xong đi chứ hả? Sau đó mình á, mình rất là buồn nên cái giọng mình nói vậy luôn đó, hiểu không? Vậy là bạn mê phim Hồng Kông quá, giọng bạn mới vậy thì có. Ngày già không có mê phim Hồng Kông đâu, đã nói là mẹ không có cho bú sữa uống nước cơm thôi, cái giọng nó sẽ vậy đó. Bạn tên gì? Mình đã nói là mình tên là Nam Anh mà. Nam Anh đó, Nam Anh. Cứ gọi mình là anh. Bạn ở đâu? Mình hả? Bạn nói trước đi, nãy giờ bạn hỏi mình nhiều rồi, bạn ở đâu hả? Bạn ở đâu? Mình ở Cao Lãnh. Cao Lãnh hả? Đúng rồi, bạn ở đâu? Mình cũng ở Cao Lãnh nè. Nói dối, đừng có ghẹo tôi nha. Ghẹo gì trời, bạn thấy cái chữ ở trên vòng tròn không? Nãy chỉ Cao Lãnh đó. Ngày giờ ở Cao Lãnh luôn hả? Ở khúc nào đó? Cao Lãnh ở khúc nào? Hả? Cao Lãnh ở đâu? Bạn biết chợ Trần Quốc Toản không? Biết chứ. Mình ở dưới chùa, ở gì? Mình ở dưới chợ đó. Ngủ ở chợ hả? Mình ở dưới chợ. Mình ở dưới cái chợ hả? Ừ. À, dạ biết. Bạn rồi. Chùa Lâm không? Biết chứ. Người Cao Lãnh mà không biết hả? Chùa Lâm á nha. Mình ở phường 12. Hả? Mình ở phường 12 đó. Bạn ở phường 12 hả? Đúng rồi. Bạn có gì mình đi chơi với nhà được không? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn nói gì? Bạn bao nhiêu tuổi đó? Bao nhiêu tuổi? Nhiều tuổi. Bạn nhiêu tuổi không? Đúng rồi. 18. Ngày giờ bằng tuổi rồi chị hai à. Sao mà ở cùng Cao Lãnh cùng tuổi? Mà khoan, 18 là sinh năm 99 hay là 98 đó? Mình 98. 98. Ngày giờ thì đại học thế nào rồi? Hả? Thì đại học thế nào rồi? Cái gì? Bạn nói gì chị? Thì đại học như thế nào rồi? Đậu hay là rớt đó? Mình đâu có đi học đâu, đậu hay rớt. Ngày giờ mình cũng không có đi học nữa, mình chỉ hỏi cho lịch sự thôi.